Ơi. Cái gì vậy, tao đang nhìn thằng này mà. Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh mình. Mình là Jacky, thì hôm nay là mình sẽ chơi một cái map gọi là Ink. Mình không biết cái map này là sao, nhưng nó có nghĩa là mực đen gì đó. Thì cái này dựa vào game Ink thì phải. Mình chưa chơi game này bao giờ, nhưng mà có lẽ là cũng có nhiều bạn biết rồi, nên có gì mình không biết mấy nhân vật trong đây mà bạn không cảm nha. Ví dụ như mình không biết thằng này là gì nè, này nào đây. Mày là nó giống như một con bọ vậy, có cái tay con Mickey à. Ôi bạn, nó thiết kế như là mình cái phim của Disney ngày xưa á bạn ơi. Nó có gì kinh dị không để mình coi. Chào mừng đến Ink. Ink là một map dựa vào cái game kinh dị. Ồ đúng rồi, Bendy and the Ink Machine, đúng rồi, game này phải không? Rồi chữ này khó đọc quá vậy. Đây là độc lực nè, kích loại để độc lực. Hãy chơi ở game mode 2 và chế độ khó với ánh sáng là 10%. Hãy chỉnh mà render distance thôi. Nói chung là cái này mình không cần biết. Tại vì mình đang quay game nên không phải chỉnh ánh sáng hấp lại. Rồi ok đừng nói nữa. Rồi. Do not kill in heaven. Nhà hai thằng tác giả của chúng ta này đó, một thằng Jock, một thằng là Slam 7 màu. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành chơi game này. Các bạn hãy cùng mình đón chào vào cái thế giới này. Đây, một thế giới cánh cửa được thiết kế Disney. Ôi, gửi Henry, nó dường như là một thời lifetime xin bộ khá là thời gian khá lâu. Ủa như vậy chứ đâu sống mà. What the hell? Được rồi Jay, tôi đang ở đây. Alright Joey, I'm here. Hả? Tiếng ai vậy? Let's see if we can find what you wanted me to see. Ủa tiếng ai vậy? Từ từ. Hãy tìm tôi nếu chúng ta có thể nhìn thấy những gì mà bạn muốn tôi để thấy. Ok, được rồi. Cái gì đây? Tại sao lại chớp ở đây đây? Có đâu có cái đèn ở đây đâu. Hay nhờ. Để coi. Một cái vết nứt. Ở đây là cái gì? Để mình đi hết chỗ này. Có jump scare không vậy? Mình sợ lắm nha. Ok. Ủa đi nào bây giờ? Rồi, giấc mơ đã trở thành sự thật. Ôi, ghê à, ngồi ghế được không? Không à, ok. Đừng dọa tao, mở cửa ra. Có gì không? Không có gì, ok. Mở cửa ra. Đen vậy là không có gì phải không? Ok. Rồi, in machine. Máy làm mực phải không? Ôi. So this is the ink machine, huh? Wonder how you turn it on. Và đây là cái máy mực in à? Hả? À, tự hỏi mày có thể bật nó lên được không? Ok, tao có thể bật nó lên. Bật cách nào ta? Cái máy này làm sao để bật? Có cái nút gì chăng? À, ở đây không có cái nút gì cả. Hả? Đứng ở đây chăng? Ui, mình đang đứng vô mực này, bạn có hiểu không? Slowness nè. Rồi sao nữa? Làm sao để bật cái này lên? Có cách nào để bật lên được không? Vậy là ở đây không có gì hả bạn? Vậy thôi hả? Ok. Đi tiếp nào. Tụi bay được có hù tao. Tụi bay được có hù tao. Má ơi. Cái gì vậy, tao đang nhìn thằng này mà. Ai đây? Sao nó bị trẻ cổ rồi? Đó là thời gian để Leap hả? L-I-E-V-E. À, Leap, trời ơi, mình đọc lộn. Đó là lúc để tin tưởng. Mình đọc lộn là to believe. Trời ơi, what the hell. Nó có làm gì mình không bạn? Nó làm gì mình không? Để mình đi gần coi. Anh ơi. À! Không đến được không? Mình không lên gần nó được. Ở đây có dấu gì không? Ok. Ở đây không có dấu gì cả. Chúng ta đã thật sự là an toàn rồi. Đừng có đi theo tao nha mày. Ghê quá vợ gì nè. Ôi. Ok. Oh, gì đây? Đây là một con gấu à? Oh. All right, how do I get this to work? Oh, rồi, bây giờ là tôi phải làm gì đây? Rồi, ok. Nó nói là hãy sửa cái máy in mực nè. Rồi,
Đây là một con gấu bông, một cái nút nhạc, một cái bình mực, một cái bánh răng, một cái cờ lê, một cuốn sách. À, mình hiểu rồi. Nó có liên quan với nhau phải không? Cuốn sách nè. Ồ, mình tới đó mình đập vô chứ. Vậy là bật cái này lên hả? Hãy flow the in, hãy đổ mật đi. Hả? Này hả? Ơ là sao? How to play? Chế này sao vậy? Mình chẳng hiểu các cơ chế của game này. Vậy là mình xong rồi hả? Vậy là mình bật xong cái máy rồi, quay lại cái phòng đó phải không? Ok. Quay lại cái phòng đó nào. Chúng ta sẽ ôi nhìn này ghê quá vậy. Đừng có hù tao đó nha. Tao rất là sợ mày hiện ra trước mặt tao. Tao mơ mày. À, đấy rồi. À. Ơ có gì hot đâu? Có gì hot? Đứng như đây hả? Hả? Không có gì mới cả. Vậy mình phải làm gì? Chắc là mình sẽ quay lại cái chỗ cũ ha. Miễn là đừng có hù tao là được rồi. Tôi rất là mong mình yếu đuối, dễ vỡ. Đâu rồi? Cửa phòng này sao? Không phải. Đây là phòng ban đầu của mình nè. Ok. Cái gì kia? Một con gấu bông à? Từ cái gì đây? Một cái máy in tiền gì đó. Ok. Hắn ta sẽ để chúng ta tự do. Ok. Đây rất là nhiều chữ nha. The Reader Lied to Us. Người sáng lập, người sáng tạo đã nói với chúng ta. Lấy cái này chăng? Một con gấu bông. The Diamond, The Demon Vision. Xài được không? Không được, cứ cầm lên đi. Exit nè. Nó không cho mình ra. Trời ơi, mày được cái đồ tao. Vậy là chúng ta phải đi đâu bây giờ? Hồi nãy mình quẹp phải không? Bên đây không có đường. Vậy là sao? Còn đường cho chúng ta đến lối thoát gì không? Mình nghĩ là mình sẽ quay lại. Here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Đây là cái ghế cũ của cái bàn cũ của tôi. Tôi đã tốn rất là nhiều thời gian ở trên cái ghế này. Có gì không? Gì đây? What the fuck? Một cái quần, một cái sắt rồi cái gì đấy? Lỗi game hả? Mình nghĩ là lỗi game mới mở chính là gì có cái gì không? Quăng vô coi. Ô, mình thấy rồi. Một cái cờ lê. À, vậy đi tìm vật phẩm mà. À, rồi. Vậy là mình sẽ đi tìm vật phẩm cho tụi này. Ok. Nãy mình đi đường nào? Nãy mình đi đường này rồi phải không? Bây giờ là mình sẽ đi đường này. Ok. À, đường này cũng đâu có gì đâu. Exit rồi. Hay nhờ. Ok, đừng có hù tao nha. Tại sao mình không thể đi được vô mấy cái lối này được? Có gì đó mờ ám chăng? Chắc mình phải vô từng phòng thôi. Vô coi. Chẳng có gì luôn. Hay nhờ. Đừng có hù tao. À! Không hù, ok. Hồi nãy hình như là mình quay phải phải không? Giờ mình sẽ quay trái. À, phòng chưa mở nè. Vô. Như được, ok. Mà sẽ mở hết từng phòng luôn. Biết đâu có gì đó bất ngờ. The Return Light to Us. Ủa, cái này mình đến rồi mà. Hay là chưa đến? Ô, một cái phòng khác nè bạn. Ok. Không có gì ở đây cả. À, một cái bánh răng. Ok. Và nó có jump scare không? Một căn phòng khác nữa. Cái này cũng chẳng có gì cả. Nó chẳng có gì. Ồ, một cái lọ mực. Mình có hồi nào vậy? Thú vị. Thực là thú vị. Ok, đi thôi. Vậy là mình đã có 4 cái rồi. Còn 2 cái mình chưa thấy nữa. Ok, cố gắng lên. Còn 2 thứ mình chưa thấy ở cái nơi này.
cứ cố gắng tìm là được cái gì. Rồi, ok. Đừng có hô tao. À, mình sẽ quăng cái này vô đây phải không? Vậy là mình sẽ dùng mấy cái này để quăng vô. À, rồi, ok, quăng luôn một vô. Đó. Mình sẽ quăng cái bánh răng vô. Đây, quăng vô để nó kích hoạt Carrystone và con gốc bông. Vậy là mình còn một cái nút nhạc và một cái cuốn sách. Ôi, sao mình còn có bông ở đây? No. Bước đi, rồi. Nốt nhạc và cuốn sách. Kiếm chỗ nào bây giờ ta? Ủa giờ nó xuất hiện nè bạn. Vãi, mình có rồi. Hai cái món này luôn, ok rồi. Mình sẽ quay lại căn phòng đó và cho cái con quái vật đó biết tay để xem ai thông minh hơn ai. Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Rồi. Ủa đó phòng đó ở đâu rồi ta? Đâu rồi, phòng đó đâu, mình quên mẹ rồi. Đây rồi. Căn phòng của sự thật đây rồi. Từ, mình khoan bẩn này lên, mình sẽ quăng cái sách này vô. Đó, và mình sẽ quăng luôn cái này vào. Ê từ từ. Quăng vào. Nhìn lên. À rồi, bật đèn. Giờ quay lại cái phòng đó chăng? Mình không rõ lắm. Chắc là quay lại cái phòng đó rồi bạn ơi. Nhồi. Phòng đó ở đâu ta quên rồi. Đây rồi, phòng đó. Cái gì vậy? Cháy. À, đuổi mình kia chạy ra đó rồi. Ô má hôm nay. Má hôm nay. Ôi cái tiếng gì vậy? À, chạy. Ghê quá. Đừng về là đừng nào, cho tôi đi về đi. À, đừng về. Về, có nói là không? Exit đâu? Đây rồi, exit nè, đúng rồi cái này nè. Exit về. Tại sao lại có cái lỗ ở đây? Tự nhiên, ủa, nói cho mình về tiện nó có cái lỗ ở đây. Xuống hết coi. Đùng. Cái gì đây? Một căn phòng à? Ok. Phòng này có cái gì? Đừng đối với tao đó nha. Ôi, lăn lỗ hết vậy. Nào. Chắn mình bị zoom scare rồi bơi. Wow, rồi xong, hiểu luôn. What? Cái gì đang diễn ra tiếp theo đây? Hãy đón xem tập tiếp theo. Hả? In hai. Vậy là hết map là the end rồi. Yeah, mình đã chơi xong cái map này rồi bạn ơi. Wow, thiệt là hay quá đi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái map 3. Để xem cái map này thế nào. Đó. Wow. Vậy là mình nãy giờ mình chỉ đi lại cái phòng đó thôi à. Cũng khá là hay á, rất là ít comment lắm. Rồi. Thì nếu bạn thấy cái series này của mình á rất là thú vị đúng không? Thì bạn hãy để lại một like, một share và đồng thời để lại comment phía dưới mình nên làm cái gì tiếp theo nha. Được rồi nha. Ok. Minecraft hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.